Đến câu cuối cùng đấy là câu giải phương trình vi phân. Thì chúng ta thể nhìn thấy phương trình vi phân này là một dạng chúng ta rất hay gặp trong đề thi. Dạng đấy chính là dạng dạng phương trình Bernoulli. Bởi vì chúng ta quan sát thấy đây là y phẩy, đây là y, còn đây sẽ là y bình. Và đó thì đối với dạng Bernoulli thì chúng ta rất là quen. Và nếu gặp dạng này thì chúng ta thể giải nó, chúng ta thể bắt được cái lời giải rất là dễ. Và nhưng mà tuy nhiên cũng cần lưu ý các bạn là trong trường này thì mặc dù bắt được lời giải dễ nhưng mà cái việc giải cái này thì nó cũng khá là dài. Và nếu mà một số bạn mà không thạo tính toán nguyên hàm thì nó lại trở thành một cái dạng toán khó. Tuy nhiên đối với bước đầu thì các bạn phải làm được. Nếu bạn làm theo bước đầu thì có thể làm được khoảng 0,75 điểm. Với bước tính toán các cái kết quả cuối cùng hơi khó thì có thể không làm được, còn chấp nhận được. Thế đây chúng ta phải xét trường hợp y bằng 0, và nếu y bằng 0 thì rõ ràng y phẩy nó bằng 0. Và thay vào phương trình thì ta thấy là y bằng 0 thì luôn là một nghiệm của phương trình 1. Như vậy chúng ta xét với y khác 0 thì khi đó ta chia cả hai vế của phương trình 1 này cho y bình thì ta thu được phương trình thứ hai như thế này. Và tiếp đó chúng đặt là z bằng y trừ 1 và z phẩy lúc này sẽ bằng là trừ y trừ 2 nhân y phẩy. Và ta thay vào phương trình 2 thì ta thu được phương trình thứ 3 như thế này. Và phương trình 3 chính là phương trình tuyến tính thuần nhất. Phương trình tuyến tính cấp 1. Nó chính là phương trình tuyến tính cấp 1. Và chúng ta đi giải theo phương trình này theo phương pháp biến thi hàng số. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm nghiệm tổng quát phương trình thuần nhất liên kết với 3. Thì nghiệm phương trình thuần nhất liên kết 3 thì chúng ta tính toán được. Lúc này nó sẽ là trừ đi px nhân dx, thì px lúc này nó đóng vai trò là cái thành phần là trừ 3 tan của 3 x. Nên là trừ px dx thì nó lúc này sẽ nguyên hàm ra thì ra được là 3 nhân tan của 3 x nhân dx. Và khai triển thì nó sẽ thu được là c nhân e trừ đi d của cos bx chia cho cos bx. Và ta tính toán được thì nó bằng c chia cho cos bx. Nó sẽ là e mũ trừ đi len của chi đối của cos bx thì nó sẽ bằng là c chia cho cos bx. Cái đây thì do là c này nó mang hàm chứa về dấu rồi nên là chúng ta sẽ bỏ chi đối đi. Theo đó thì chúng ta sẽ đi tìm nghiệm phương trình 3 dưới dạng là thay x ở nghiệm tổng quát phương trình liên kết thuần nhất liên kết bằng thay c ở nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất liên kết bằng x. Sau đó thì chúng ta sẽ đạo hàm ra thì chúng ta thu được là z phẩy lúc này nó bằng c phẩy x nhân với cos bx cộng với 3 sin x nhân x và chia cho cos bình bx. Sau đó thì chúng ta lấy trừ đi cái 3 tan x rồi nhân với z. Sau đó thì bằng phía bên phải. Thì chúng ta thấy là hai thành phần này bị triệt tiêu hết. Vậy chỉ còn lại là c phẩy x nhân với cos bx chia cho cos bình và nó bằng cái thành phần phía bên phải này. Và khi đó thì chúng ta rút ra được c phẩy x nó bằng trừ 2x cộng với 5 nhân cos bình của bx. Thì tiếp đó thì chúng ta giải ra được c thì nó sẽ bằng nguyên hàm của cái hàm ở trên. Và khi giải ra thì bài này chúng ta giải theo phương pháp tích phân từng phần. Tuy nhiên thì chúng ta phải phân tích cái cos bình hãy ra theo cái công thức hạ bậc. Thì chúng ta thu được là 1 trừ đi 1 cộng với cả thì cos bình 3x thì lúc này nó sẽ bằng là 1 cộng với cả cos 6x trên 2. Và chúng ta tách thành hai tích phân thì chúng giải một tích phân có dạng hàm đa thức nên chúng ta thu được kết quả ở đây. Thế còn tích phân còn lại là trừ 2x cộng 5 nhân với cả cos của 6x trên 2 thì chúng ta sẽ giải theo phương pháp tích phân từng phần, đặt u bằng 2x cộng 5 và dv là phần còn lại thì chúng ta giải được kết quả là cx nó sẽ bằng một cái hàm có chứa 4 thành phần kể cả c ngang nữa. Thì chúng ta thay vào nghiệm tổng quát của phương trình 3 thì chúng ta sẽ thu được cái nghiệm tổng quát nó dạng như thế này. Và bây giờ sau khi thay vào thì chúng ta phải biến đổi về dạng có chứa y thì chúng ta có được z bằng y trừ 1 tức là 1 trên y. Thì vậy nghiệm tổng quát của phương trình 1 lúc này nó sẽ là chúng ta thay z bằng 1 trên y vào thì chúng ta sẽ thu được nghiệm tổng quát. Và với c ngang lúc này nó là hàm số.
Như vậy thì để làm cái đề 1 này thì các bạn làm được khoảng 7-8 điểm, nó rất là cơ bản thôi. Còn tuy nhiên thì nếu mà để kiếm được 10 điểm bài này thì còn phải thạo thêm cả phần cực trị hàm ẩn nữa. Nhưng mà phần đó nếu mà bạn nào thạo thì anh nghĩ bài này có thể kiếm được 9 điểm khá đơn giản.